Chào bạn, mình là Vĩnh Vĩnh D. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chèn một cái hộp Facebook như thế này vào chân của website. Thì cái chân của website này mình thiết kế bằng Elementor. Các bạn nào mà không rõ thì có thể xem cái video về thiết kế footer về Elementor. Cái video đấy mình sẽ đặt ở dưới cái mô tả của cái video này. Còn cái giao diện đây mình sử dụng là giao diện Ocean Red. Thì cái giao diện mình có sẵn cái widget là Facebook Post, vì thế nên các bạn có thể sử dụng cái này miễn phí. Rồi, để sửa thì mình sẽ sửa. Mình sẽ quay lại, đây là gì mình chưa có. Mình sẽ sửa trên trang. Cái thao tác này sẽ nhanh thôi. Mình sẽ tìm ở đây cái widget tên là Facebook. Mình sẽ chọn cái này. Sau đó mình copy cái link của cái trang Facebook bên này. Dán vào đây. Mình sẽ tăng cái độ rộng của cái này lên tí cho nó vừa cái cột luôn. Mình để 340. Ở đây là cái cột có ở đây là một cái section có 3 cột, vì thế nên mình để 340 là khoảng vừa vừa. Rồi chiều cao mình sẽ cắt ngắn một tí, mình sẽ để khoảng 200 thôi. Thì như vậy là xong. Tuy nhiên thì mình khuyên là các bạn không nên chèn cái Facebook này vào chân của website, tại vì đây là khi mà các website của bạn load ấy, thì nó sẽ phải load luôn cả data từ Facebook. Mình đã ra từ Facebook load xong ấy, thì nó mới gọi là web load xong. Và nếu mà Facebook load chậm thì web bạn cũng sẽ load chậm. Và trong những cái ngày mà đích kép chẳng hạn ấy, thì web bạn sẽ rất là chậm. Thế nên không nên chèn cái này vào website. Thì mình sẽ show cho các bạn thấy là việc trước và sau khi chèn cái này vào website nó khiến web bạn chậm như thế nào. Đây, mình sẽ vào một trang. Đây là mình có Facebook, học Facebook rồi. Mình sẽ dán vào cái công cụ test này. Công cụ test này là test của nước ngoài, vì thế nên cái thời gian load trang nó có thể không chính xác. Nhưng mà các bạn sẽ có thể thấy được cái độ khác biệt khi mà trước và sau khi chèn cái trang Facebook đấy vào. Rồi các bạn có thể thấy ở đây thời gian load là 7,2, 7,1 giây. Và rồi, mình sẽ xóa cái Facebook này đi để xem cái tốc độ load của nó lại. Rồi, bây giờ Facebook đã xóa. Sẽ tải. Như các bạn thấy thì file size của nó đã giảm đi khoảng 2 MB, 0,2 MB, và thời gian giảm xuống khoảng một phẩy mấy giây. Request cũng giảm đi rất là nhiều. Nếu mà chèn Facebook vào thì request khoảng trên trên 100. Và mình tiện mình sẽ làm luôn cái đo tốc độ, đó là khi mà Facebook có thêm cái phần. Mình sẽ sau dòng thời gian của nó ở trên đây là như vậy, thì cái tốc độ của nó sẽ khác như thế nào. Đây các bạn sẽ thấy 5,74 giây nhé. Rồi, cái file size của nó bây giờ đã lên 1,5, tức là gấp rưỡi lần so với lại không có cái hộp Facebook này, và tốc độ của nó đã lên khoảng 2 giây nữa. 2 giây là request ở đây nó cũng đã lên 114. 2 giây thì như mình nói thì cái này là đo nước ngoài, và cái việc tốc độ chính xác ở đây sẽ không chính xác. Tuy nhiên thì nó chênh lệch sẽ có một cái độ biến thiên nhất định, nhưng mà khoảng cũng khoảng cộng trừ 2 giây đi. Và 2 giây đối với lại một cái tốc độ load khi mà người người dùng đợi để load xong web ấy,
thì nó là một thời gian khá là dài. Vì thế nên mình khuyên là không nên chèn cái hộp này vào, thậm chí bạn có thể chèn cái hộp như vậy chăng nữa thì cũng không nên. Các bạn có thể chèn cái link Facebook ở đây cũng được. Nhưng mà việc ví dụ như vậy đi, rồi các bạn có thể chèn link vào đây. Thì người dùng muốn thì người dùng có thể click vào đây để đến cái trang Facebook của bạn để thực hiện tương tác. Nhưng mà thật ra thì mình nghĩ là sẽ không có ai tương tác ở cái chỗ này. Và cái việc bạn thêm cái hộp này vào website sẽ làm chậm cho tất cả các trang ở trên website. Các bạn vào trang giới thiệu, trang liên hệ hay là bất cứ sản phẩm nào trên website cũng đều phải load cái Facebook đấy. Và đặc biệt trong những ngày kép thì tốc độ của web load sẽ rất là chậm. À, như thế thì nó không hay cho website thế nào cả. Mình chèn cái này vào thì có vẻ là hay đó, mình có thể là các bạn nghĩ là hay đó, nhưng mà thật ra thì nó chả mang lại cái gì cho các bạn cả, và nó chỉ làm với bạn chậm thôi. Rồi, đây là chia sẻ của mình thôi. Cảm ơn các bạn.